năm mới nha. Cả nhà chúng ta đang đi trên con đường đến Lũng Bô, một địa điểm rất là nổi tiếng của Y Tý. Có cột cờ Lũng Bô này, có rất là nhiều nơi đẹp. Chúng ta hôm nay đi đâu nhỉ? Đi Lũng Bô. Y Tý để làm gì? Đi bắt mây, săn mây. Đi săn mây chính xác. Ta đi đường mới cho nên rất là nhanh. Ở trong xe đang báo ngoài đây là 8 độ C. Đây đoạn đường rất xấu. Giữa dòng xe á? Ừ, để tránh rồi. Ôi, xe nhà mình còn đi vượt qua cả suối không này. Đúng rồi. Ở trong cái túi sách của em. Đi đi. Cứ chờ lắm. Đừng chạy con ơi, đừng chạy. Wow, đẹp quá. Wow. Ờ, mẹ không quay đâu. Đây là suối, đây là bản đường lên Y Tý nhá. Cái châu gì ở đây? Ôi, cái phía đằng sau rừng hoa này đẹp lắm đấy ạ. Ba đứa kia chạy dã man luôn. Đâu kia ta đây làm kiểu. Này cái đứng giống giống nghiêng nghiêng cái gì đứng nhìn sang bên Trung Quốc à? Sợ gì? Đứng biên giới phải hoành tráng chứ. Tí tiến lên đây tí boy. Ôi giời, điệu quá. Thảo điệu thế. Tươi tươi. Ôi hai cô tươi, cháu gái. Tươi tươi, đẹp quá. Lùi lại đi, đứng sát bụi hoa ấy, đẹp. Táo ơi, con đừng chạy lên đường nhá. Xe máy con nhá. Đấy. Bố đứng trên nhưng mẹ đứng dưới cũng được. Đấy, em thích góc này này. Thích góc này này anh này. Đấy. Sát sát vào một tí. Góc này này, đây này. Đẹp. Đấy, cho đây được à. Đây là một loài hoa rất là đẹp. Rồi. 6 7 tuổi vẫn còn lái xe đi tí tình. Chạy lên. Đấy, vận động. À, táo chạy nhanh hơn. Chúng ta có thuộc về nhau. Một, hai, ba. Yo. Dâu nhảy lại nào dâu nào. Một, hai, ba. Yo. Hai, ba. Yo. Một, hai, ba. Yo.
Đuổi. Rồi đi lên xe nào, đi tí thôi. Chúng ta lại tiếp tục hành trình nào. Hà An ngủ một giấc say sưa rồi. Phải không Hà An? Hà An này, gì hỏi này? Bên kia xe máy gồm xe máy gọn vào. Bye bye. Lương à em? Ồ, dày đặc. Sân mây à? Ý tí này, mai mà trời nắng thì đẹp lắm ạ. Con này có lấy khẩu trang không nhỉ? Không, khẩu trang là gì? Trời, trời này cho nó đẹp. Đây có quần chứ không mặt này rộng lạnh. Trời ơi, trông đẹp trai thế nhỉ? Đồng thôi. Điểm màu hơn kìa. Ôi, mời. Đi ra xe này, đi ra xe con này. Bắt đi, bắt mây đi. Đội mũ lên đã, đội mũ lên ướt đầu. Bố đang phải đội này. Đi đâu đấy? Mồi ôi, không thấy đường về đâu. Bắt chưa? Lấy vào xem đây, chợ đây mà. À, bác ơi, chợ ở trong này đúng không ạ? Bạn người ở đi du lịch. Lạc đường. Lạc đường. Đây, con có thấy có chữ chợ market đây rồi. Chợ đây. Đấy là chợ. Đây, mình đang đi vào chợ đây. Đây là cái gì? Đây là homestay mà mẹ. Anh ơi, đi đến chợ đi đường nào anh có biết không ạ? À, phải đi thẳng ở kia à? Đây này, sau cái biển này là chợ mà để con. À, thế à? Ơ, thế thì mình phải vào thẳng chợ. Đấy. Ôi, mù mịt lắm, nhìn thấy gì? Đi đường, mù mịt lắm. Anh ơi, chợ ở thẳng kia. Thẳng đây cơ. Thằng Sơn đi đâu đấy? Trời ơi, thằng Sơn ngã kìa. Rút tít chưa? Rồi, đấy, rồi. Ôi giời, như thằng dân tộc. Hai con này, đi xuống. Đi xuống đây, đi ra chợ nào. Đi đi, thôi đừng cho nó cháy. Xuống đây, thôi đi thôi, để kệ Dâm thôi đi. Thôi Dâm đây nhá, bye bye. Chào. Ra ông đỡ kìa. Đi ra ông ăn đó. Kéo đấy. Bẩn hết quần chưa? Ôi dồi ôi, bẩn hết quần rồi. Bẩn hết áo rồi. Ờ, đi đường nào? Đi đường này ạ. Đi xa nữa không con? Không ạ. Bây giờ gần rồi, đến đây là gần rồi. Đi bộ có được không hay phải đi xe? Đi bộ
thôi mẹ hỏi chúng nó. Here we go.